Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang, và hôm nay mình sẽ test một cái cặp mạch công suất 8 sò mono, tức là nó 8 sò một kênh và sẽ có hai mạch như vậy và không có mạch súp. Con này chúng ta sẽ sử dụng để chạy full. Thì đối với mạch này, mình khuyên các bạn là lên sử dụng cho mạch loa kéo thôi, chứ còn cái loại mà đấu vào trong âm ly mà chơi hai biến áp là fit ù hơi bị khó. Nếu mình nói thật là như thế, nhiều anh em mua con này về fit ù rất mệt luôn, nhưng mà mình không hiểu là ai tư vấn là mua cái này về. Thì cái này là anh khách hàng anh đã mua mạch về rồi, nhưng mà không hiểu sao đấu cái gì mà cháy sạch. Thì qua kiểm tra thì cái mạch của anh ấy là chết toàn bộ trở xứ. Thì trở xứ chỉ có chết vì nguyên nhân duy nhất là cái đầu ra loa của chúng ta đã bị chập thì nó mới chết về trở xứ. Còn nếu mà mạch trong này là lỗi ra hoặc chạy điện áp quá cao ấy thì nó không chết về trở xứ đâu. Vì trở xứ ấy, nó dạng như một cái cầu chì để cắt giữa cái chân e sò thoát ra loa, qua con trở xứ đó lại sẽ ra loa. Mà trường hợp mà chết hết trở xứ như vậy thì tỷ lệ là ra cái đầu cọc loa chúng ta bị chập là rất cao. Thì anh cần chú ý điều đấy. Và cái đơn hàng này của anh Đại thông tin là số đuôi số điện thoại là 792. Thì bây giờ mình sẽ test nhạc. Thì mình sẽ test thử cái mạch số 01 này trước nhá. Thì ở đây con này không có đèn báo, nhưng mà ở đây là có nguồn 15V này cấp lên mạch master, và chỗ này nó sẽ nhận một cái dây tín hiệu ở đây. À, thực ra trên này mạch này của chúng ta thì tín hiệu nó rất là rõ rồi. Đây, thế đây. Đây cái đường này 15 dương này, GND này 15 âm này. Cái rắc hai chân này rất là nhiều anh em hỏi là cái rắc gì. Thì nó cũng là một cái rắc để nhận tín hiệu âm thanh đầu vào thôi. Ví dụ như kiểu là chúng ta không sử dụng để đánh súp thì chúng ta sẽ sử dụng qua hai cái rắc này để lấy tín hiệu vào từ cái bo RCA hoặc là bo master, âm thanh sẽ đi vào đây. Ở trên này thì nó không đánh dấu đâu là bên tín hiệu, nhưng mà các bạn cứ để bên dưới này này. Đấy. Thì có cái chân này, đây, cái chân hai cái rắc hai chân đây, nó sẽ lối sang cái rắc bốn chân bên này. Đấy. Thì đây chính là dây tín hiệu. Còn có một cái chân còn lại nó sẽ lối ra mát. Như vậy là chúng ta đấu vào thôi. Còn khu vực này thì chúng ta vẫn cấp là 15V đối xứng vào chỗ này và 40V đối xứng vào đây. Mạch này là ưu điểm của nó là chạy điện áp cao nhé các bạn nhé. Con này thì chạy được max cỡ độ khoảng 60V đối xứng gì đấy, 60V. Thực ra điện áp max của nó cao hơn, nhưng mà mình chỉ khuyên các bạn chạy cỡ khoảng 60V thôi. Chạy cao hơn nữa thì khi mà cái đêm cái điện áp nó dâng lên ấy, thì nó sẽ vượt ngưỡng. Nên là chúng ta cần phải tính toán cái phần đấy. Giờ bây giờ mình sẽ vặn volume lên thôi. Đây, kéo lui ra đây cho các bạn xem này. Đây là mạch master này. Yeah.
Thì anh có hỏi là chúng ta lấy mát từ đâu để lối ra vỏ. Thì đối với mạch công suất âm thanh ấy, chúng ta nên lấy từ cái mát ở trên bo nguồn. Thì ở đây là cái đường mát này, đấy, các bạn thấy này. Dương tụ lọ nối với âm tụ kia. Đấy. Thì đây chính là đường mát, nó to đùng và nó nối luôn với cái dây xanh này này. Đấy, thì chúng ta sẽ hàn vào cái điểm chân này hoặc là chân này. Tuy nhiên ấy thì đối với cái mạch một cái âm ly mà tới hai cái mạch như thế này thì các bạn không lên lối như thế, bởi vì là lối điểm đó ra mát, bởi vì là chúng ta có tới hai mạch. Nếu mà chúng ta lối cả hai lối cái này ra mát và lối cái bo kia, hai bo cùng lối ra mát, nó sẽ trở lên hiện tượng dư mát ủ rất to. Thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn khác nữa là chúng ta sẽ lối mát từ bo RCA. Đây thì cái điểm mát của bo RCA thì thường là những cái chân vỏ này đấy, nó sẽ lấy hàn ra mát, hàn ra vỏ ấy. Được rồi, thì đối với trường hợp đấy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng bị ù, gọi là dư mát ấy. Nhưng mà nó vẫn chạy bình thường. Vừa xong mình lo là chạm cái dây kia vào đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test lên thứ hai nhá. Nhưng mà chọn cái lựa chọn mà sử dụng hai biến áp nhét vào một chiếc âm ly mà kéo 16 xo mà lại có đủ các bo free này thì fit ù rất là khó. Đấy. Mình cũng khuyên anh em luôn là như thế. Fit ù nó khó chứ không phải là không fit được nha các bạn nha. Cái vụ này thì fit nó hơi khó. Nên là nếu mà anh em mà lựa chọn giáp âm ly thì tốt nhất là lên chọn một cái biến áp và hai cái mạch nguồn nó rời hoặc là nguồn nó liền trên một cái main thôi, chứ trên hai lọc hai bên này thì fit ù rất là mệt luôn. Một cái thì nó rất là im nhưng mà đến khi đến hai cái thì là chúng ta sẽ sang cái bộ thứ số 02 nhé. Còn cái con này của anh thì chắc chắn 100% là nó đã bị chết là do cái chập đầu ra loa rồi. Còn chập vì cái cọc loa hay chập vì cái loa thì mình không biết được. Thế đường này 40V này. Đường này sẽ là 15V đối xứng hoặc 17V đối xứng này. Tiếp theo là cấp đường là 15V vào. Cái bo master của mình thì cái rắc này, tức là cái rắc nguồn cấp cho bo master là hơi bị ngược nên là mình cắm nó hơi khó. Nhưng mà mình cũng không đảo, bởi vì là biết đâu là đảo về thì nó lại ngược với cái của khách, nên là thôi kệ. Mình cắm được thì nó kêu đã. Thì ở trong cái video này mình sẽ test từng bo một đấy. Bây giờ các bạn thấy là bo số 02 nhá. Bởi vì là nếu mà test cả một cặp ấy thì nó không có vỏ, mình cũng không biết là tình trạng khi mà có vỏ nó sẽ ù đến như thế nào, hay là nó bị ù dư mát hay nó kiểu gì. Bởi vì cái này còn do người giáp nữa. Còn trong cái trường hợp như thế này thì mình sẽ test từng cái bo một để đảm bảo là mạch nào cũng thấy là nó chưa kêu được và nó đầy trực quan. Thì nếu mà test hai bo cùng một lúc thì các bạn hãy nghĩ là có thể một bộ đang chạy và một bo nó đang tịt, nhưng mà thế này thì chắc chắn là phải chạy thôi. Em sẽ kết nối. Các bạn lưu ý là tất cả các video khi mình quay thì mình đã đều chạy thử trước rồi nhá, chứ không phải là nhảy bộ phát vào là quay gas xong quay luôn đâu, thế thì không thể kêu được. Đó, các bạn nghe tiếng dơ le đắng rất là rõ.
Các bạn thấy là mình giảm nhau hết cỡ thì không có chuyện ù gì cả, nhưng mà nếu mà chúng ta lắp hai bo vào ấy thì chắc chắn là nó sẽ bị ù đấy. Thì để mà giảm thiểu tối đa được cái việc hiện tượng ù khi mà chúng ta giáp cái hai bo mà nó lại nguồn nó rời ra như thế này, nếu mà nguồn ấy mà nó không cấp cho cái bo master trên này của chúng ta đấy thì nó sẽ không bị ù, nhưng mà bây giờ nó lại cấp lên bo master này mới dễ gây được hiện tượng như vậy. Nhưng mà để giảm thiểu được tối đa thì chúng ta nên làm cái phương pháp như sau. Thì ở cái đầu ra loa đây, các bạn thấy có hai cái dây ra loa, mỗi cái bo đều có hai dây ra loa. Thì đây mình đã hàn sẵn dây xanh và dây đỏ. Thì thường dây xanh thì chúng ta sẽ hàn vào cái âm cọc loa, và dây đỏ chúng ta sẽ hàn vào dương loa đó. Nhưng mà trong cái trường hợp hai bo này thì mình khuyên là các không lên trụ mát đấy, tức là cái đầu ra của nó thì kệ nó đi, chúng ta chỉ có bên này, bo bên này thì chúng ta hàn vào đỏ và đen, còn bo bên kia thì chúng ta cũng hàn vào đỏ và đen, chỉ chúng ta không lên trụm hai cái đen này vào với nhau. Đối với các âm ly bình thường thì main nguồn nói chung ấy thì chúng ta sẽ trụm hai cái cọc đen này vào với nhau, tất cả các âm ly đều như thế. Nhưng trong cái trường hợp như thế này thì mình khuyên không lên, bởi vì các bạn đấu thử thì biết, nếu mà chúng ta chạm hai cọc loa vào với nhau nó không hỏng nhưng nó ù khá là to. Rồi ok, thì mình đã test xong hai bo cho anh Đại đấy, đuôi số điện thoại là 792. Đó, thì sử dụng là tụ đai U 80V 10.000 mi so 19435200. Nhôm thì cái loại dòng này là dòng nhôm mới bên mình nha các bạn nha. Thời gian qua Tết thì sẽ có bán cái loại dòng nhôm này. Thì nó rất là nhiều cánh. Còn nếu mà anh em mà sử dụng một âm ly mà có thế là sử dụng master pre các thứ thì mình không khuyên là sử dụng cái cặp này đâu, bởi vì fit ù là hơi khó đấy, mình nói rồi nhá. Chứ không anh em về mua cứ gọi là tự sáng tạo rồi lắp hai cái cặp này vào trong một cái chiếc âm ly, sử dụng bo master thứ đầy đủ, xong rồi cứ bắt mình cái fit ù thì mình khẳng định là fit nó rất là khó, fit được cũng rất khó hơn các cái main, kiểu main khác. Bởi vì những cái dòng main này thì thiết kế ra chỉ để là chạy mô lô thôi, tức là chạy một kênh thôi. Chúng ta có thể sử dụng cho loa kéo hoặc loa súp. Chứ còn chạy mà stay mỗi cái một main kênh thế này thì kêu được, nhưng mà cái ù là khó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.